Okay. Chào mọi người đến với kênh Business Marketing. Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là kháng kia 9.2 bệnh viện. Thì nếu bạn nào coi cái video này, rất là nhiều bạn coi cái video kháng 9.2 bệnh viện, nhưng mà không làm được bởi vì các bạn cái tốt đó đã bị fix, đúng không? Như cái video đó bây giờ hiện tại nó cái video này nè, cái tốt này nè, đó nó đang bị chậm, khá là chậm. Cho nên là chúng ta mới ra một cái tút mới, thủ thuật mới mà trong cộng đồng Vitani Link cũng như là training đang chia sẻ rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ review lại về cái tút này một lần nữa để chúng ta có cách làm mới nó. Tút này tút mới nha. Thứ nhất thì cái cách thực hiện và hoạt động á, cái cách thực hiện cái tút này nó hoàn toàn giống với cái video này. Các bước thì mọi người coi tại cái video này, nó chỉ khác có duy nhất một cái thôi, đó là mọi người thay đổi cái video đó. Cái thủ thuật này là cái gì? Up một cái video lên một cái fanpage mình tạo ra và sau đó đợi nó chết, bị chết bon do up video vi phạm tiêu chuẩn. Rồi thì cái quan trọng nhất vẫn là cái video, cái video của cái tút này ở đang ở cái video này thì mọi người tải tại đây. Rất là nhiều bạn không có biết chỗ tải đây, mình cũng có ghi rất là rõ, nhưng mà vẫn còn phải inbox cho mình để xin cái video, mấy bạn tải về đi nha. Đó, và cái thủ thuật mới này nó cũng sẽ hoàn toàn giống như thủ thuật cũ, giống như cái video này, tuy nhiên nó thay đổi cái video. Video thì bây giờ một là bạn sử dụng một cái video mới, mình sẽ up dưới phần mô tả của cái video này. Hai là bạn sử dụng video cũ, sử dụng video này nhưng mọi người lật cái video lại. Đó, chúng ta sẽ vào một cái phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để chúng ta lật cái video lại. Thì khi chúng ta lật video lại up lên thì chúng ta còn có thể kháng về. Thì nó có hai cách để chúng ta có thể kháng tiếp, sử dụng tiếp để kháng 9.2 vĩnh viễn như thế này. Những cái này thì trong cộng đồng Bitany Link đang share rất là nhiều. Rồi thì để làm sao mọi người tham gia vào Bitany Link được thì mọi người có thể vào link tham gia nhóm nè, click vào đây. Có những cái nhóm mới thì bên mình sẽ đổi link. Hiện tại đã có Bitany Link 1, Bitany Link nè, rồi 1, 2 và mở ra thêm cái thứ 3 nữa, bởi vì những cái kia nó full rồi. Đó thì cái thứ 3 mới mở thì hiện tại nó cũng được đâu đó khoảng 25 người rồi. Đó thì mọi người tham gia vào, thì khi tham gia vào trong đó thì có những cái thủ thuật, những cái tip, những cái tút thì mình sẽ chia sẻ vào trong đó trước khi mà ra video. Nên mọi người có thể đăng ký tham gia vào nha. Cái đó thì hoàn toàn miễn phí trừ cái Bitany Training thôi. Training thì sẽ được nhận thông tin sớm nhất, tuy nhiên nó phải là mua khóa học. Thì hiện tại nó đã hết 100 slot để mua khóa học rồi. Tạm thời là khóa không bán tài liệu nữa, nên mọi người có thể mua tài liệu khi nào mình update lại. Rồi thì đó là cái tút để chúng ta có thể kháng 9.2. Ngoài ra khi coi cái tút về cái cách kháng 9.2 này rồi thì mọi người có thể coi thêm một cái thủ thuật nữa là cách sử dụng vi lõi nè. Đó, phải coi thêm clip này nữa để chúng ta biết là khi kháng về thì con vi đó là con vi gì và sử dụng như thế nào, thì mọi người phải coi thêm clip này nữa. Đúng không? Đó là hai cái clip mà chúng ta phải dùng, phải để coi. Khi mà sử dụng cái thủ thuật này, nó có một cái thủ thuật là chúng ta phải up cái clip lên. Thì ở dưới video này sẽ có clip để cho mọi người dùng để up lên để kháng tài khoản 902. Chúc mọi người có thể thành công. Và ở trong đây thì mình đọc được rất là nhiều bình luận của rất là nhiều bạn chia sẻ khá là chân thành. Rất là nhiều bạn đã thành công trong cái việc là lấy lại tài nguyên của mình. Cho nên là chúc tất cả các bạn có thể lấy lại tài sản của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một video nó nhiều kiến thức và chất lượng hơn.